À. Ngon quá. Thạch ống hút. Yeah. Ha. Popping candy. À. Wow, tiếng nổ tanh tách ra.
áo của mình cũng màu tím luôn. Và đương nhiên hôm nay đồ ăn của chúng ta toàn màu tím. Đây là hai chiếc son. Hương vị sô cô la. Sô cô la. Sô cô la rất là thơm. Kiểu lốc li bốc. Ngửi mùi rất là thơm. Đây là hương vị nho. Đẹp như này mình không muốn ăn nhưng mình sẽ ăn thử cho các bạn xem nhé. Wow. Thật là giòn tan. Cooking candy, thạch đá quý. Còn một miếng cuối cùng. Cứng quá. Potato. Hương vị nho. Hương vị nho các bạn ạ. Thơm quá. Thật là thơm. Ba của chúng ta rất là ngọt. Kẹo mút bình sữa. Rất là ngọt. Kẹo này của mình hơi cứng một chút các bạn ạ. Kẹo bàn chân. Có vẻ thơm đấy các bạn ạ. Kẹo Hitler. Coca-Cola. Mình thấy chưa? Wow.
là một cây son. Wow, đẹp quá. Coca-Cola. Mình sẽ ăn hai cây son này. Vị Coca-Cola thật là tuyệt vời. Chai Coca của mình. Đây là một Coca thạch các bạn. Một chiếc nhẫn Coca-Cola. Wow, một chiếc nhẫn thật là đẹp. Hương vị Coca-Cola. Dây kẹo cầu vồng. Wow, thật là đẹp. Mình sẽ quấn vào đây nha. Wow, các bạn thấy thật đẹp không? Bây giờ mình sẽ ăn nha. Kẹo này vừa ngọt lại vừa chua luôn các bạn. Thật là ngon. Đây là một quả bóng bay. Mình sẽ chọc nó ra nha. Ok, 1, 2, 3. Một con dao, bây giờ mình sẽ thái nó ra nha. Wow, thật là đẹp. Popping candy. Wow, âm thanh lách tách vậy. Mình sẽ ăn nha. Miếng thạch thật là ngon các bạn. Lại là một chai Coca-Cola nữa. Coca-Cola.
giờ mình sẽ xếp hàng nha. Wow. Thơm thật là đẹp. Mình sẽ ăn nha. Kẹo dai quá. Kẹo dẻo nhưng mà rất là ngon các bạn ạ. Cảm ơn các bạn theo dõi video của mình nha. Tạm biệt. Thank you.
Kiểu mắt của chúng ta rất là ngon. Để chơi trò chơi nha. Hopping candy. Mình sẽ rắc Poppy Candy lên đây nha. Ok. Thật sự rất là ngon. Mình sẽ kéo nó ra nha. Thật là nhiều màu sắc, cốm của chúng ta thật là nhạt. Mình sẽ ăn kẹo mắt với cốm nha. Ok. Wow, kẹo mắt của chúng ta thật là đẹp. Mình sẽ ăn nha. Ok. Kẹo cứng quá. Bây giờ mình muốn ăn một kẹo mắt xiên thật dài. Wow, 4 con mắt. Wow, đây là những con mắt của chúng ta các bạn ạ. Các bạn nhìn nha. Cậu hơi cứng quá. Vậy này. Đây là một chai nước ngọt, mình sẽ uống nha. Hương vị rất là thơm các bạn ạ. Mình sẽ tháo đây nha. Wow, nó đang tăng màu ra các bạn ơi. Wow, đây là một chiếc mắt này các bạn. Mình sẽ ăn nha. Các bạn đã trở lại với thế giới đồ ăn của Elsa. Hôm nay đồ ăn của chúng ta sẽ là gì? Đây là kẹo sáp. Không, mình muốn ăn thật là nhiều cơ. Đây là chiếc giấy phép thuật của mình. Màu của Elsa. Oh, hương vị nước ngọt. Candy. Mm.
mùi vị hơi chua chua một chút. Wow, hương vị rất là thơm. Kẹo Smartmallow. Mình có một xiên kẹo Smartmallow thật là dài luôn. Marshmallow và kẹo sáp. Wow, đẹp quá. Wow, chiếc kẹo marshmallow của mình. Hương vị thơm quá. Hôm nay trời nóng quá. Mình muốn ăn ice cream. Wow, đây là một chiếc nhang. Màu xanh. Sắc màu. Wow, chiếc kem của mình thật là đẹp. Thìa nha. Hơi chua một chút. Cảm ơn các bạn đã hôm nay theo dõi video của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.